Một chú gấu quả thật dễ thương trên tủ đồ chơi của bạn phải không nào? Nhưng ngoài tự nhiên thì gấu ta không hiền lành và đáng yêu chút nào đâu. Đáng sợ nữa là khác. Cái đáng sợ đầu tiên phải kể đến kích thước. Đông hạng trong cuộc thi gấu to lớn nhất, gấu nâu Alaska và gấu Bắc Cực với cân nặng của một chú gấu có thể lên tới 700kg và cao đến 2,5m. Còn giải thưởng cho chú gấu bé nhất thì thuộc về loài gấu chó sinh sống ở vùng Đông Nam Á, trong đó có cả Việt Nam, với chiều dài chỉ khoảng 1,2m và cân nặng không quá 65kg, tức là nặng bằng một người lớn đó. Những chú gấu không chỉ to béo mà còn rất khỏe nữa. Một chú gấu nâu có khả năng đuổi kịp một chú ngựa với vận tốc 64km/h. Khi bị truy đuổi, gấu ta trèo cây còn nhanh hơn cả chạy trên mặt đất đó. Một cú đớp của gấu cũng có thể làm vỡ một quả bóng bowling. Những chú gấu Bắc Cực thì nổi tiếng là những tay bơi cự phách. Chú ta có thể bơi liên tục trên biển cả tuần liền mà không cần nghỉ ngơi. Đủ biết những chú gấu của chúng ta đáng gờm thế nào rồi. Gấu là loài động vật ăn tạp, tức là chúng ăn được đủ thứ luôn. Mặc dù vậy, hầu hết các loài gấu đen đều thích ăn chay, tức là chỉ ăn chủ yếu là thực vật, quả, hạt, nấm, rễ cây, mật ong. Gấu trúc thậm chí chỉ ăn cây trúc mà thôi, vì cây trúc vốn ít dinh dưỡng. Nên một ngày, những chú gấu ngộ nghĩnh này phải ăn từ 9 đến 14kg cây trúc lận đó. Loài gấu nâu ở vùng Alaska thì khoái khẩu với món cá hồi hơn.